Tập luyện là một hành trình dài và cô đơn. Để đạt được mục tiêu, bạn cần có một người bạn đồng hành, giúp bạn duy trì ý chí tập luyện bền vững để vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Người bạn đồng hành ấy sẽ luôn bên cạnh bạn, ghi nhận nỗ lực, đồng nến cố gắng, thấu hiểu cơ thể bạn theo cách chính xác nhất, thúc đẩy động lực tập luyện của bạn mỗi ngày. Muốn đi đúng hướng cần đồng hành đúng người. Ở đây, chúng tôi cho bạn nguồn động lực bền vững nhất từ một người bạn đồng hành thực thụ. Cần phân tích chỉ số cơ thể Tanita đến từ Nhật Bản, đồng hành cùng bạn trên hành trình thay đổi cơ thể.